tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người xem dở khóc dở cười. Sau 7749 bước rửa rau, chị gái đứng dậy dãy một phát cho ra ốc coi. Dạ cái kết. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Hay lắm cô bé, nguyên rổ rau rớt đó. Rồi, lụm vô đi má ơi, cho hết cái tật ngựa ngựa nha không. Tiếp theo, trai cưng phụ mẹ vừa bưng cái thao ra thì... Trời ơi! Cái trượt, nguyên đống xà bần đổ xuống sàn. Ủa alo trai, rồi mì phụ hay mì phá? Nay khỏi ăn cơm, non ngang rồi nha. Đêm phía, bà chị ngồi bấm điện thoại 8 với cờ rớt. Ý mắc tè, để vô xả cái coi, thì bất ngờ. Trời ơi mà, tóc mẹ tán mặt vô cửa kính dội ra. Ây cha thốn, hên kính còn nguyên, chỉ có cái nết nó rung rinh xíu thôi hà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào!